Có nên mời huấn luyện viên ngoại cho U20 Việt Nam? U20 Việt Nam đã hoàn tất vòng loại giải U20 châu Á và lọt vào vòng chung kết tháng 3 sang năm tại Uzbekistan, nhưng trong niềm vui đó, người hâm mộ vẫn cảm thấy chưa thật hài lòng. Với màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam, không hẳn vì thất bại trước U20 Indonesia, mà cái chính là các tuyển thủ trẻ Việt Nam và trên hết là huấn luyện viên vẫn còn cho thấy những hạn chế nhất định. Mà nếu không có sự mổ xẻ nghiêm túc để có những điều chỉnh bổ sung phù hợp thì rất khó cho lứa tài năng được kỳ vọng. Sẽ thực hiện giấc mơ World Cup này bay xa vào năm tới, về phần cầu thủ, điều quan trọng nhất vẫn là làm sao cho các em được cọ sát quốc tế nhiều hơn. Được chui rèn trận mạc để nâng cao tâm lý và bản lĩnh thi đấu tốt hơn. Nhóm 10 cầu thủ V-League và hạng nhất được bổ sung. Trước hai tuần đá vòng loại và giờ trở thành bộ khung chính của U20 Việt Nam, tuy rất tài năng nhưng lại là lứa ít được va chạm quốc tế nhất. Bởi thời gian qua, khi U20 Việt Nam đá hết giải Đông Nam Á đến giải U19 quốc tế và đi tập huấn đá 3 trận tại Nhật Bản, thì không có nhóm này nên kinh nghiệm bước ra sân chơi lớn của Thanh Nhàn, Vĩ Hào, Ngọc Sơn, Đức Phú, Xuân Bắc, Hiểu Minh hay Hải Nam là còn rất ít. Xuân Tiến và Văn Cường có khá hơn một chút, nhờ từng đá giải Đông Nam Á ở Campuchia hồi đầu năm nhưng cũng chưa phải quá nhiều do thời gian đó dính Covid-19. Chính vì thế, lực lượng được xem là chủ lực này, làm sao không tránh khỏi sức ép nặng nề và tâm lý. Nhiều lúc căng cứng trước hơn 20.000 khán giả Indonesia. Thế nên, muốn U20 Việt Nam đi xa, thì lứa cầu thủ vừa giành quyền dự vòng chung kết này phải được đá quốc tế càng nhiều càng tốt. Từ nay đến tháng 3 năm 2023, mà khả năng lớn có thể sẽ tham dự giải U21 quốc tế đầu năm 2023. Cũng như vài trận chất lượng với các đối thủ mạnh khác đến từ Tây Á, về phần huấn luyện viên. Những ngày qua cũng đã có ý kiến so sánh tại sao U20 Indonesia có thể để huấn luyện viên Sin vừa dẫn dắt U23 vừa huấn luyện U20 được mà Việt Nam không áp dụng. Đem câu hỏi này đặt lên bàn quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, thì được giải thích rằng đâu phải VFF không tính đến việc mời huấn luyện viên ngoại cho U20 Việt Nam. Bằng chứng là vài năm trước đây đã từng mời ông Philippe Traoré, người đã từng đưa năm đội tuyển đến World Cup dẫn dắt tuyến trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam sau lứa Quang Hải để chuẩn bị cho lâu dài. Nhưng dịch bệnh bất ngờ xuất hiện cùng với những khó khăn về tài chính khi trả lương cho ông thầy người Pháp, khiến mối lương duyên không thể kéo dài. Chính vì thế, VFF hướng đến việc trao quyền nắm các đội trẻ lại cho huấn luyện viên đội, tạo cơ hội để họ thử thách khả năng cũng như nâng tầm hình ảnh bóng đá trẻ nước nhà. Do đó, kế hoạch thành lập ban huấn luyện U20 đã có từ đầu năm, và VFF mạnh dạn trao cơ hội cho huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Còn huấn luyện viên đội U23 Gong Okia là người thay ông Park Hang-seo ở giai đoạn vừa qua và chỉ tập trung vào lứa này. Hoàn toàn không phải vì thành tích ở vòng chung kết U23 châu Á mà vội vàng bổ sung hay chọn ông Gong thay thế. Tuy nhiên, qua thực tế vòng loại U20 châu Á vừa rồi, VFF cũng sẽ có những tính toán bổ sung nguồn lực sắp tới cho ban huấn luyện. Nhưng quan trọng nhất vẫn là làm sao có kế hoạch để đội tập huấn liên tục được đá nhiều nhất và có cọ sát tốt nhất đặc biệt phải gỡ bài toán, đang vướng lịch thi đấu các giải khác từ trong nước đến quốc tế của năm 2023. Mà các câu lạc bộ chưa chắc đã hoàn toàn nhà quân dài hạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.